Đó, lên đây là thấy mây nó bay sát núi luôn rồi. Không biết có phải đỉnh này đỉnh Ngọc Linh không, nó dài nè. Đó, trong đó nó có một cái làng. Đó, ruộng ruộng bậc thang là đó, làng bậc thang là ở dưới đó. Từ ngoài đường chạy vô nó có rất là nhiều ruộng bậc thang các bạn. Nhưng mà chỗ này đẹp nè. Bậc thang ta làm dọc theo triền đồi. Cái chỗ này chẳng qua thung lũng thôi. Chứ dọc triền đồi á là chẳng qua rừng nó phá hết rồi, nó còn đồi trọc, thử người ta phải sáng tạo, người ta làm bậc thang để giữ nước thôi. Đó, ở dưới nó có con suối, con khe rất là đẹp. À, chỗ này nó nhiều làng lắm. Đó, trong xa tuốt kia cái làng, bên này có một làng, bên này có một cái làng. 1 2 3 ô 4 làng, vậy là 4 làng nha các bạn. Bây giờ tới giờ mình cũng không biết là cái làng nào.